Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Những giá trị chúng tôi chia sẻ với nhà đầu tư là những giá trị mà chúng tôi phải giao dịch bằng chính tài khoản của bản thân chúng tôi trên thị trường. Nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được các giá trị trực thực tế này. Thì đang cùng cả anh Thắng nha, ở Hà Nội. Thì đấy, thì toàn bộ các giá trị tài khoản mà chúng tôi giao dịch đến nhà đầu tư thì mọi nhà đầu tư đều thấy rõ các giá trị này bằng tài khoản live thật của bản thân chúng tôi trên thị trường. Thì khi mà tham gia vào thị trường thì cả bản thân các bạn phải đánh giá được cái người thầy đấy, người ta giao dịch như thế nào. Không phải là nhà cái người thầy lấy một cái tài khoản ra mẹ 5-10 ngàn đô ra trên thị trường, xong rồi tham gia vào trong thị trường giao dịch này mở đánh 5-10 ngàn đô ra nhưng mà chỉ đánh có 0,01, 0,02. Này tối hôm qua thì bọn tôi cũng gặp mẹ một thằng ra đi dạy mà nó xô cái tài khoản mấy chục ngàn đô ra, nó đánh có 0,01 ở trên thị trường mà nó giải lệnh để nó câu khách về các cái khóa học của nó, thì chúng tôi cũng nhìn thấy nhưng mà chúng tôi cũng phát buồn cười. Thì đấy là cũng chia sẻ hẳn bản thân các bạn hiểu rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Khi các bạn tham gia vào trong thị trường thì các bạn cần cả một quá trình là các bạn xem xét, các bạn đánh giá, các bạn nhìn nhận các cái quá trình mà vận dụng các phương pháp vào trong thực tế để cuối cùng chúng ta có đạt được lợi nhuận hay là không, thì đó mới là điều mà nhà chúng tôi cần xem xét, chứ không phải là nhà chúng ta sẽ ăn bao nhiêu bíp mà cuối cùng chúng ta không đạt được lợi nhuận, mà thì nhà chúng ta đánh với cả cái khối lượng tài khoản thì rõ là lớn thì ra chỉ để đánh một cái khối lượng rõ là nhỏ thì xin lỗi ở các bạn này, các bạn tử nạn là đúng khi mà tham gia vào trong cái thị trường giao dịch Forex này. Thì đây là điều mà tôi chia sẻ đến cộng đồng và mọi nhà đầu tư khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Thì đó, thì đấy, mọi cái giá trị tôi truyền tải đến nhà đầu tư thì mọi nhà đầu tư đều có thể nhìn thấy và xem xét và đánh giá cho thật kỹ được khi mà các bạn tham gia vào trong cái thị trường này. Thì tôi mong muốn rằng những cái chia sẻ này của bản thân tôi sẽ hỗ trợ được cho cộng đồng, hỗ trợ được cho mọi người trên cái con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường. Mọi phương pháp đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau trên thị trường, và gì nhỉ, mỗi một nhà đầu tư sẽ có những điểm mạnh điểm yếu khác nhau khi mà vận dụng từng cái phương pháp. Quan trọng nhất là nhà có đạt được các giá trị lợi nhuận trong cái mà quá trình mà bản thân chúng ta tham gia để mà chúng ta vận dụng vào trong thực tế hay là không. Cái mục tiêu cuối cùng khi mà tham gia để mà gì nhỉ, tạo được ra giá trị lợi nhuận ở trên thị trường, đó là nhà bản thân chúng ta có kiếm được ra tiền hay không ở trên chính cái thị trường đấy. Đó mới là điều mà nhà tôi với cả các bạn cần phải xem xét, cần phải đánh giá. Chứ không phải nhà chúng ta tham gia vào trong cái thị trường giao dịch Forex đấy mà chúng ta không kiếm được ra tiền thì làm sao mà chúng ta có thể nhìn nhận, chúng ta có thể đánh giá, chúng ta có thể thì nhỉ hiểu được các cái giá trị này khi mà ở trên thị trường giao dịch Forex. Thì đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex cần phải chú ý. Các bạn muốn kiếm được nhiều tiền và thì nhỉ muốn kiếm được một cách ổn định và muốn kiếm được một cách thì nhỉ chắc chắn, thì bản thân các bạn phải là người hiểu rõ nó và nhờ quản trị nó. Chứ không phải các bạn tham gia vào trong thị trường các bạn muốn kiếm tiền nhưng các bạn không cần hiểu nó, và các bạn muốn gì nhỉ lao vào trong nó một cách nhanh chóng thì các bạn phải trả giá. Đấy, các bạn theo dõi toàn bộ các cái giá trị tài khoản của bản thân chúng tôi trên thị trường giao dịch Forex này, và các phương pháp chúng tôi phối hợp và vận dụng vào trong thực tế đều là cả một quá trình mà bản thân chúng tôi phải trả giá, phải đánh đổi rất là nhiều thì mới có được những cái minh chứng trong ngày hôm nay để cho các bạn nhìn nhận và đánh giá được. Thì cái lệnh này đây, đến đây cũng là đủ target của bản thân tôi. Tài khoản tiếp tục đi lên đến nay là gì nhà gần 1.600 trên thị trường, và cho dù những cái biến động ở trên thị trường giao dịch Forex như thế nào thì bản thân chúng tôi vẫn là nhà cập nhật liên tục để cho mọi nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này. Tôi mong muốn rằng những giá trị mà tôi đang chia sẻ, nhà đầu tư nhìn vào đây để nhà đầu tư có thể hiểu rõ và nhà có thể dần dần nhìn lại cho các bạn cả một cái quá trình mà các bạn đang đi ở trên thị trường giao dịch Forex. Thì đây là lịch sử mà tôi giao dịch, và không phải nhà tôi chẳng bao giờ đánh cái khối lượng 0,01 ra đi dạy mà đánh 0,01 đánh là mẹ gì đó, thì các bạn thấy rõ đó, ăn 100 mấy chục đô ở trên thị trường đó đó. Thì các bạn cứ nhìn thấy và các bạn đánh giá các cái giá trị này trên thị trường giao dịch Forex, và bản thân tôi hay bản thân chính các bạn muốn tồn tại được ở trên cái thị trường này thì các bạn phải là đi cả một quá trình ở trên thị trường giao dịch Forex, chứ không phải các bạn thích tham gia vào là các bạn lao vào là các bạn kiếm ra tiền. Thì đấy là điều mà nhà tôi truyền tải đến nhà đầu tư, và tôi nói hẳn cả nhà đầu tư rằng là nhà các bạn hãy đi chậm lại và đánh giá cho thật kỹ. Xin lỗi cả các bạn, thằng thầy ra đi ngoài ra đi dạy mà đánh 0,01 0,02
02 vứt mẹ đi ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Tiền hay không ở trên chính cái thị trường đấy, đó mới là điều mà nhà tôi với cả các bạn cần. 0,02 vứt mẹ đi ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn.